Rồi bấm rồi. Tặng con dâu 500 triệu. Tặng con dâu 500 triệu. Tặng con dâu 5 tiền này. Rồi, rồi, quay. Mới có 18 phút à? 18 giây à? Chưa được. Vòng xe rồi. Lại đi vòng xe nữa. Thế Thái mua xe tặng vợ, tặng cho vợ rồi cho. Mua cái xe 9 tỷ tặng cho vợ đấy nhá. Thế con trai cháu nội đây này, đấy là cháu nội này, trai Thái này. Hai cháu chào cái nào, chào đến điện thoại nào, chào. Ừ. Đấy. Con Thái hai ba thằng. Rồi Thái thằng rồi. Hắn làm cái đó mà. Ừ. 20. 20 đứa cháu. Nhưng mà anh này nhá, có lúc này nhá, nhưng thằng Dương đây là anh rể của em đúng không? Đó tâm linh nhà anh chưa? Có những lúc anh thấy được không sao, không sao dễ như em luôn ok. Đàn ông mà đi ra xã hội mà bảo là 100% chứng minh không bao giờ có. Nhưng mà để nó không bao giờ có. Nhưng mà đàn ông thế nào cũng được, nhưng về nhà phải chứng minh được không? Ok. Cái gốc của gia đình mình như thế nào? Đó. Ai chỉ có vợ thôi, không đúng không? Là những người là sẽ đi cùng với mình, cho dù là mình có xa cơ bạn đã đánh đến giải đâu. Còn đàn bà con gái nói thì đến với mình vui, và nhưng lúc buồn không thấy đâu. Còn vợ con là sẽ mất, không bao giờ bỏ được. Còn vợ vợ nhá, người vợ này đàn bà nào này nếu tham quá thì sẽ mất chồng là nhá. Riêng ở đất ba đoàn đi là em cắt đợt này, đoàn đi em gửi về đợt này. Đàn bà mà dạy tăng quá sẽ mất chồng. Đoàn đi được này. Đoàn đàn ông mà nói đi ra xã hội mà 100% không bao giờ có. Còn đây ngồi các bạn tôi đã nói luôn, không bao giờ có. Anh tặng từ tận trên nó đã có này. Này em là dân xã hội, trời xin là chị. Thương thì phải có người nhu. Còn nếu cha trong gia đình người vợ và người chồng thương, gia đình có sự tan nát. Nên nhớ không được này, vỗ tay này. Ok, vỗ tay cái này. Vỗ tay đi. Ok. À.